Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên, thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, phát tài, phát lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trên đời này không có cái gì là miễn phí. Muốn trở nên giàu có, ngoài phần may mắn thì phần lớn chúng ta cần dựa vào sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân mình. Và trong số 12 con giáp, nhờ làm việc cần mẫn không ngừng nghỉ thì những con giáp sau cũng được thần tài phù hộ, ban cho họ những cơ hội đổi đời, giàu sang. Cụ thể, đúng ngày 1 tháng 10 âm lịch sẽ có 4 con giáp may mắn liên tiếp tìm đến. 4 con giáp này nếu biết nắm bắt lấy cơ hội sẽ thăng hoa phát tài, tiền vơi lại đầy. Đây cũng là một mốc đáng nhớ để họ thay đổi vận mệnh của mình, chạm tay tới sung túc, giàu có mà nhiều người mơ ước. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chiêm nghiệm để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có đổi đời của mình nhé! Một, tuổi Mão. Nhờ được cục diện tam hợp tác động, người tuổi Mão xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nhờ tinh thần đoàn kết, tập thể sẽ hoàn thành được những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi. Với người làm kinh doanh, bạn nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân, nhờ đó mở ra một hướng đi mới, giúp tiền chảy về túi nhanh chóng hơn. Thậm chí bạn có thể là người tiên phong cho một trào lưu buôn bán mới. Thiên ấn chiếu mệnh, sự nghiệp của con giáp này lại đang có những bước tiến rõ rệt, bạn khẳng định được vị thế của mình trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp. Hôm nay, bạn có thể được giao cho phụ trách những vấn đề rất quan trọng. Những ngày trước đó có thể có nhiều khó khăn, ngăn trở và có lúc họ tưởng như đã muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên sắp tới, bạn sẽ thuộc con giáp may mắn nhất trong những ngày đầu tháng này, vì thế nhớ chuẩn bị được đổi vận do được các vị thần may mắn ghé thăm. Thời điểm này, cấp trên nhìn thấy được ưu thế của bạn, những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, nhận được sự tín nhiệm của người khác. Ngoài thu nhập từ công việc chính, bản mệnh cũng có một khoản thu kha khá từ công việc phụ, nhờ đó mà họ xây dựng được cuộc sống sung túc, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Mùi. Trong ngày hôm nay, được cục diện tam hợp chiếu mệnh đem tới cho người tuổi Mùi nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Bạn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người xung quanh nên bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Với những người trẻ tuổi, bạn nên bắt tay vào thực hiện những mục tiêu đã được lên kế hoạch từ trước. Càng sớm hiện thực hóa các mục tiêu, bạn lại càng nhanh chóng bước gần hơn tới cái đích mà mình đã đặt ra. Tuy không quá thông minh và khôn khéo, nhưng tuổi Mùi lại luôn gặp may mắn trong cuộc sống, và sự may mắn đó dường như được nhân lên gấp đôi trong thời gian này. Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn, nhưng cơ hội thăng tiến lại rộng mở. Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Mùi. Tuy nhiên, dù được thần tài và thần may mắn chiếu cố, nhưng trước kế hoạch, bản hợp đồng đầu tư nào tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng, nếu không mọi thứ sẽ đổ sông, đổ bể. Tiếc rằng trên phương diện tình cảm, thổ khắc thủy cho thấy hai bạn đang hiểu lầm ý nhau, cho dù đôi bên đều mong muốn điều tốt cho đối phương, cả hai nên tìm cách để ngồi lại trò chuyện, tâm sự nhiều hơn. Tình yêu đủ lớn thì có thể chiến thắng được mọi thứ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Tý. Tuổi Tý sẽ có vận may lội ngược dòng trong những thời gian tới, nhờ đó mà bạn thuộc con giáp may mắn nhất ngày 1 tháng 10. Cụ thể, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tý dù có làm bất kể việc gì cũng đều rất may mắn, thuận lợi do được thần tài và quý nhân giúp đỡ. Ngoài ra, tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu, thăng tiến trong sự nghiệp. Và nếu biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ biết đổi vận thực sự là như thế nào. Theo các chuyên gia tử vi học dự báo, nhờ có tam hội nâng đỡ, người tuổi Tý có một ngày buôn may bán đắt.
Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên dù buôn bán mặt hàng nào cũng sẽ có đơn hàng tấp nập. Với người làm công ăn lương, bạn được cấp trên chỉ dẫn nhiệt tình nên những công việc mới cũng chẳng còn quá khó khăn như tưởng tượng. Thậm chí nhờ có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, bạn tìm ra cách mới để giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Sửu. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh, thiên ấn chiếu mệnh, sự nghiệp của con sắp này lại đang có những bước tiến rõ rệt. Bạn khẳng định được vị thế của mình trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp. Hôm nay, bạn có thể được giao cho phụ trách những vấn đề rất quan trọng. Thổ khắc thủy cho thấy những dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ của người tuổi Sửu với nửa kia của mình. Có lẽ điều hai người luôn mong muốn, luôn trái ngược nhau nên những mâu thuẫn mới chẳng thể nào hóa giải được. Với những người trẻ tuổi, bản mệnh đừng vội tin theo những lời ngon tiếng ngọt của người mình chưa được tự hiểu rõ. Với những người trẻ tuổi, bản mệnh đừng vội tin theo những lời ngon tiếng ngọt của người mình chưa thực sự hiểu rõ. Hãy dành thời gian trò chuyện và tìm hiểu đối phương sâu hơn trước khi đi tới quyết định ở bên ai đó. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thìn. May mắn đường công danh sự nghiệp có chính ấn soi rọi nên bản mệnh gặt hái được những thành tích khả quan. Con giáp này sẵn sàng nêu ý kiến quan điểm của bản thân, được tập thể áp dụng và bước đầu đạt được những thay đổi tích cực. Thổ khắc thủy, người tuổi Thìn cần cẩn thận trong mối quan hệ của mình bởi kẻ thứ ba có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Có thể bạn và người ấy đã lạnh nhạt với nhau quá lâu nên người khác mới nhân cơ hội chen chân vào. Người độc thân vẫn còn ám ảnh vì những tổn thương trong quá khứ nên chẳng muốn mở lòng với bất cứ ai. Cho dù được giới thiệu cho đối tượng đi chăng nữa, bạn cũng thường tìm cớ để từ chối, không cho người khác cơ hội. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tuất. Nhờ được chính ấn tương trợ, hóa ra những việc mà bạn tưởng chừng khó khăn lại chẳng khó giải quyết đến như vậy. Bạn thấy đấy, chỉ cần bình tĩnh và tin tưởng vào bản thân, bạn hoàn toàn có thể tự tìm ra hướng đi mà chẳng cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Thổ khắc thủy, người tuổi Tuất độc thân đang gặp phải nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm. Bạn chưa biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm, khiến người mình thầm mến đã lâu rung động và gật đầu ưng thuận trở thành một nửa của mình. Các cặp vợ chồng tuổi này cần phải bình tĩnh để không mắc sai lầm khi cả hai cùng đang trong cơn nóng giận. Việc hai người có những quan điểm bất đồng là điều khó tránh, vì vậy bạn không nên hành xử một cách cực đoan. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.